Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Audio Chuyện Là Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 123 của bộ truyện Dài Tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Đặc biệt hãy comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bây giờ ngải chạy cách Cai Dìa trèo lên trên vọng khác, nhìn ra xa xa lại thấy những cánh buồm như mây, một đám lớn chiến thuyền của Minh quân đang tiến về phía hắn. Những chuyến thuyền đi rất nhanh, nhìn ra được đều rất ít chiến thuyền mà là đủ các loại thuyền kỳ quái. Nếu như Ai Dìa có kiến thức về các loại thuyền của phương Đông, hẳn sẽ nhận ra đó là các loại như tiểu phúc thuyền, thuyền khai du, thuyền điều thuyền, uyên ương thuyền, quảng thuyền, thương sơn thuyền. Thật là muôn loại muôn dạng. Lại muốn dùng hỏa công sao? Đây là ấn tượng đầu tiên của Ai Dìa. Nhìn đến tốc độ của đội thuyền này, ông ta biết là quay bên trái vu hồi không kịp nữa. Vì vậy lập tức hạ lệnh nói: thuyền vô ý, dẫn thuyền cuốn lấy cận chiến với chiếc thuyền của Minh quân. Các thuyền của lái chuyển hướng qua phải, vòng qua sau địch. Ta muốn bọn họ tự biết hậu quả xấu là như thế nào. Thuyền cự nhân bắt đầu hướng phía phải di động. Toàn bộ hạm đội di chuyển đến vị trí được bố trí, nhanh nhất cũng mất nửa canh giờ. Cho nên ông ta mới lệnh cho thuyền vô ý cận chuyến với chiến hạm của Trung Quốc để ngừa bọn họ nhân cơ hội mà đào thoát. Nhưng chiến hạm của Minh quân cũng không có trốn. Khi vô số chiến thuyền xuất hiện ở phía xa, Hàn Vũ và A Đức Ni liền lệnh cho 5 thuyền bị thương nghiêm trọng án ở phía trước tạo thành thành lũy bảo vệ, dùng lợi pháo đánh tới bộ hạm. 15 chiến thuyền còn lại triển khai đội hình không lùi mà tiến tới, tạo thành hình trận quạt hướng tới chiến hạm của Bồ. Song phương lần này bắn vô cùng kịch liệt, lại gần nhau hoàn toàn trong phạm vi sát thương của pháo. Một loạt cột nước do đạn bắn tới bắn lên, vỗ gụn từ mép tàu do pháo nã cũng bay tứ tán. Hai bên đều tranh thủ mọi thời gian bất kể thiệt hại. Đội thuyền từ xa tới ngày càng gần, hạm đội của Bồ còn chưa hoàn thành đội hình. Ai Dìa buông bỏ kế hoạch tác chiến vô hồi, lệnh cho chiến thuyền xen vào đội hình của địch. Nếu như Minh quân có lại sử dụng hỏa pháo, hỏa chiến thì đôi bên cùng xong đời. Đội hình một lần nữa chuyển hướng. Lúc này đột nhiên xuất hiện đội quân của địch muốn đánh tới, truy đuổi, bọt nước cuốn lên. Tiểu thuyền loại ác lang dựa vào ưu thế linh hoạt đã mau chóng xen vào hạm đội quân Bồ. Sát khí âm trầm lan tràn toàn bộ hải vực. Ngài chạy cách Ai Dìa hít một hơi lạnh, nhìn vào chiến thuật bầy sói lại như là hỏa thiêu liên hoàn. Lúc này lại nghĩ lầm ra hỏa thiêu liên doanh mà xem ra Minh quân sử dụng lại chính là chiến thuật bầy sói. Ai Dìa một bên ảo não lệnh cho hạm đội phản kích, một bên lệnh cận chiến. Trên mép và bong tàu đạn pháo phun lửa, tiếng hô lệnh nổ và tiếng pháo ù ù không ngừng được vang lên. Chiến hạm của Bồ vô cùng kinh nghiệm, làm cho quân Minh không thể vây quanh, để một khi không thể giằng co có thể phá vây trở lại. Các chiến thuyền di chuyển trên biển tạo sóng quần thật giống như một đàn cá nheo quấy dưới nước. Tại hải vực giao đấu không có lấy một vùng nước yên tĩnh. Trong trận chiến bình thường nói, số thuyền bị vây trong trường hợp xấu nhất luôn có khuynh hướng tấn công điểm yếu của đối phương. Một khi giao chiến thất bại, bọn họ có thể nhanh chóng thoát ly được. Ai Dìa chỉ huy toàn bộ quân chủ lực tại Ấn Độ Dương, ông ta không thể chủ trương tiêu hao cùng với quân Minh được. Nếu có thắng mà cũng là thê thảm, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ bị Đại Minh trả thù và Tây Ban Nha tranh đoạt tại Ấn Độ Dương. Hai bên cùng bị ép, khó có thể đoán được thắng bại. Hiện tại tình hình là hải quân Hoàng gia Bồ Đào Nha dọc theo Vasco da Gama tại Ấn Độ Dương dễ dàng thu phục thương nhân Ả Rập, thành lập một đế quốc mậu dịch từ Đông Phi đến Malacca, đảm bảo cho vị trí lũng đoạn mậu dịch về hương liệu của Bồ Đào Nha tại quần đảo Ấn Độ Dương. Trong khi đấy, Tây Ban Nha đã chinh phục người Mexico và Peru, cũng chiếm đoạt được các quặng vàng bạc ở châu Âu, châu Mỹ của người Anh Điêng, thu được vô số chiến lợi phẩm vào kiếm khố của mình. Trận chiến này phát sinh ở vùng ngoài biển của lãnh thổ Trung Quốc có thể thay đổi cục diện cân bằng hiện tại, trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh thế lực của vùng biển ngoài châu Âu. Cho dù là Tổng đốc Albuquerque hay là Ai Dìa tham mưu,
đều cùng là một quân nhân đầy dã tâm xâm lược, đối với chính trị cũng không quá quan tâm. Thế nhưng hiện tại đang ở thế hạ phong, Aizia cũng ý thức được hậu quả đáng sợ đấy. Cho dù có phải mất Malacca cũng phải cố gắng bảo toàn lực lượng hạm quân của ta vậy. Cho là chiến hạm bổ quân tới giờ căn bản chưa bị đại thương, thậm chí khi giao chiến với minh quân đã khiến cho kẻ địch trọng thương, nhưng nghĩa này cũng không nảy lên trong đầu của ông ta. Mà hiện tại ông ta cũng không muốn lập tức lưu lại. Hiroshi Maizato và Pedro đều nói qua năng lực cận chiến của minh quân khá yếu, thiếu khuyết kỹ xảo chiến đấu, luôn ỉ vào số đông mà chiến thắng, mà thủy sư so với lục quân lại càng kém cỏi. Điểm tình báo này của ông ta cũng không sai, ít nhất Dương Lăng trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể nâng cao năng lực của binh lính. Nhưng tiến công chủ lực hôm nay lại là nhân lực của Bành Gia và Vương Mỹ Nhân đã đầu nhập vào triều đình. Cho dù Dương Lăng đối đãi với Vương Mỹ Nhân cũng không tệ, chẳng những không loại bỏ tổ chức thân tín của ông ta mà còn đề bạt cả Bành Sang Ngư lên vị trí thủy sư đề đốc. Đều là người mới, hiển nhiên không khỏi tâm tình muốn biểu hiện. Tại trên biển Đông Hải đồng thời hỗn chiến, cướp bóc chính là bản lĩnh sở trường, cho nên Dương Lăng và Thành Cử Vận sau khi suy nghĩ đắn đo đã lớn mật giao nhiệm vụ lần này cho bọn họ, hơn nữa lại hoàn toàn trao quyền. Đương nhiên đội thuyền 29 thuyền chủ lực của minh quân đang đứng bên ngoài vẫn chưa gia nhập hỗn chiến, cũng không đứng nhìn không. Bọn họ phụ trách ngăn cản đường lui của quân bồ, một bên đốc chiến. Khói thuốc súng lan tỏa ngập tràn mặt biển, chống trận nổ vang, tiếng pháo ù ù, khói súng từ chiến thuyền của quân bồ nhanh chóng tràn ngập. Một thuyền chiến phụt lên cột khói lửa tựa như quái vật, một bên lấy lửa đạn phá hủy dịch thuyền, một bên ý đồ đánh lật úp chúng. Nhưng là do không gian hoạt động quá nhỏ, hơn nữa kỹ thuật thao túng thuyền nhỏ lại vô cùng thành thục, dễ dàng tránh được, kết quả ngược lại làm hỏa pháo kém bị chính xác. Một vài chiến thuyền của minh quân đã tiến gần sát bồ hạm, các móc câu nhanh chóng móc lên mép thuyền, bọn quan binh bắt đầu giáp chiến. Đám binh lính này xuất thân từ hải tặc, còn vẫn duy trì bản tính cuồng dã hung hãn. Súng trên thuyền bồ oanh tạc khiến cho bọn họ máu me be bét, lại càng khơi lên dã tính của bọn họ. Loại có lực sát thương lớn nhất chân chính là loại pháo Phật Lăng Cơ. Loại đạn pháo nhỏ này đánh cận chiến sử dụng đạn ria, khi nổ bắn ra vô số bi và mảnh thép, bắn chết vô số binh lính. Mà minh quân sử dụng loại hỏa súng nỏ tiễn, được thêm pháo của chiến hạm tiếp ứng, liều mạng áp chế quân bồ phản kích, bị đạn ria của minh quân đánh trúng người Phật Lăng Cơ. Sóng biển dậy lên, những gương mặt huyết nhục mơ hồ lăn lộn trên bong tàu, đạn lửa ù ù cũng không áp chế được tiếng kêu la thê lương thảm thiết. Chỗ thiếu hụt của hỏa khí là tốc độ bắn chậm, cũng do góc độ vì trèo lên không cùng lúc làm cho họ càng thêm được cái này mất cái kia. Không ngừng có binh lính bồ phản kích, thừa lúc súng chưa kịp bắn đã giết chết và áp chế xuống. Có 3 chiến thuyền của bồ đã hoàn toàn vào trạng thái cận chiến, ngày càng nhiều binh lính xông lên bong, khoang và hành lang tàu liều mình chém giết, tựa như đao phủ lạnh băng mà chém lên đối phương, máu như nước bắn ra xối xả lên bong càng thêm chân trượt. Xác chết, đao búa vung khắp nơi, huyết quang tung tóe, nơi nơi là hàn khí. Cận chiến tác chiến, ưu thế của minh quân dần hiện ra. Binh khí của Tây Âu chủ yếu là đao kiếm và súng kíp, mà đại minh vì lượng lính khổng lồ không thể đủ sắt thép trang bị vũ khí cho họ, sử dụng chủ yếu lại là trường thương. Trường thương này sử dụng sự mềm dẻo của cây trúc, đầu được bịt mũi sắt. Quân bồ khi công kích phạm vi phải đủ gần, đủ không gian mà chỉ mâu của minh quân có thể chồng lên nhau, đứng từ xa cách một trượng phạm vi 90 độ mà công kích đối phương. Binh lính của quân bồ liên tiếp bị bại lui, chiến hạm bị minh quân chiếm giữ chỉ còn là vấn đề thời gian, đã có không ít người bắt đầu bung vũ khí đầu hàng. Aizia cuối cùng cũng hạ quyết định thoát khỏi minh quân trở về nơi xuất phát Malacca. Cánh quân bên phải dùng đạn pháo mãnh liệt tạo đường lui, hạm đội một bên dùng lửa đạn đánh trả minh quân, một bên hướng bên phải chuyển hướng. Nơi này là nơi hạ phong của địch, lao được ra có thể chắc chắn quay về được Malacca. Các chiếc thuyền lệ thuộc vào hạm đội Bồ Đào Nha, thế nhưng giờ mới tổn thất 3 chiến thuyền mà thôi, vẫn còn đủ thực lực, còn có thời cơ để tái chiến. Nếu như thất bại, vậy cướp lấy toàn bộ tài sản của hoàng cung Malacca, lui quân về Ấn Độ Dương, tích lũy lại lực lượng chờ ngày trở mình. Ngải Trạch Cách Aizia một bên oán thán mà nhìn rồi tính toán, một bên hạ lệnh. An Đức Ni thì đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy động tĩnh của bộ quân, quay đầu lướt nhìn Hàn Vũ một cái. Hàn Vũ đang nhìn chằm chằm hướng đi của địch, ánh mắt lộ quang mang hưng phấn, phất tay ra lệnh: "Minh Hào, Bành Đế Đốc thu quân, hạm đội bản bộ tiến công." Minh quân bày ra tư thái đuổi theo không bỏ, tiền phương là chiến hạm của Hàn Vũ, mặt sau là bầy sói Bành Sa Ngư và Vương Mỹ Nhân. Chiến hạm của Aizia căng buồm nhanh chóng thoát ly chiến trường.
Một tiếng nổ oanh xa xa dậy lên cột sóng cực cao, khiến cho thân tàu nghiêng ngả, bong thuyền cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Âm thanh tựa hồ cũng nghe gần lại đây. Ngay sau đấy, lại là một chỗ khác bốc lên một cột nước cao, lại một thuyền bị lay động kịch liệt. Quân bộ không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn đang duy trì tốc độ tiến về phía trước. A Đức Ni thở dài một tiếng, yên lặng quay vào trong khoang thuyền. Ở phía sau, Hàn Vũ cất cao giọng truyền lệnh: "Chuyển lái, chạy nhanh hướng đấy." A Đức Ni biết cục diện như vậy là tất nhiên. Khi song phương hạm đội quyết chiến, chiến thuật bầy sói tập kích mãnh liệt đều là vì thời khắc này, khiến cho Aizia tự mình đi vào khu thủy lôi. Đáng thương cho một hạm đội vinh quang vô địch một đường từ phương Tây tới Đông, khống chế toàn bộ Ấn Độ Dương, hiện tại lại thất bại, vĩnh viễn không thể khởi dậy. Kết cục sẽ là như vậy là tất nhiên. Cho dù có là tướng quân Gama hay chiến thần tổng đốc tự mình đến đây chỉ huy, cũng sẽ là kết cục giống nhau. Đơn giản là trước đó trên toàn thế giới cũng không có loại vũ khí thủy lôi này, chỉ như vậy là đủ. Aizia không biết chính xác chuyện gì xảy ra, lực lổ cực mạnh khiến cho thân thuyền khuynh đảo, không thể thấy trong tầm mắt có loại thuyền nào có thể bắn tới góc độ phương vị này. Hơn nữa lại nổ mạnh từ dưới lên, ông ta thật đoán không ra đây là loại vũ khí gì. Hạm đội giảm tốc độ, tiếng nổ vẫn liên tiếp vang lên. Aizia cuối cùng cũng nhận rõ một điều, mặc kệ là loại vũ khí gì, chỉ biết chắc là nó được thiết kế trong nước, chờ đợi hạm đội của hắn đi qua là va chạm nổ. Hơn 30 chiến thuyền của Aizia được lệnh thả neo buông buồm. Bọn họ không thể biết được ở trong nước nơi nào là còn có bom. Khắp hải vực tựa một nghĩa địa đầy mùi khủng bố tử vong, làm cho bọn họ không thể động đậy. Có 5 chiến thuyền bị đánh trúng, trong đấy có thuyền của chỉ huy trưởng Aizia. Do bị đánh trúng từ dưới lên, tất cả đều bị nước tràn vào. Dù không có minh quân ngăn trở, bọn họ quay trở về, đại hạm đội có được bình an hay không vẫn còn là vấn đề. Chiến hạm của minh quân thật cẩn thận đi qua khu vực này, bọn họ tại thế thượng phong vẫn là tư thái hổ rình mồi. Quân hạm của Bồ không thể lùi về bất cứ phía nào, chịu nhốt ở trong khu địa lôi. Mấy chiến thuyền của Bồ gần nhau di chuyển chậm rãi hướng tới gần nhau, làm ván cầu, đưa vài vị tướng quân khẩn trương họp đối sách. Khu vực này còn đang trong tầm ngắm và phạm vi công kích của minh quân, không ai để ra được biện pháp hữu hiệu. Quái vật nổ ở nơi ở dưới nước không thể lao ra, đến giờ bọn họ còn chưa nhìn thấy bộ dạng của nó. Cố thủ tại đây cũng không được, minh quân cũng không có khả năng đứng yên đợi cho bọn họ thuận gió quay đầu trở ra. Một vài vị nóng giận tranh cãi kịch liệt làm hội nghị nhanh chóng bị tan rã. Bỗng oanh một tiếng là tiếng pháo bên minh quân nã vào. Aizia không thể nào thảo luận tiếp, ông ta và các vị tướng quân vội vàng chạy lên bong tàu hướng về phía vọng khác. Nhìn về phía mép thuyền, một xác binh sĩ bị bắn vỡ đầu, máu me te toét kết thành đỏ sẫm. Người chết bên dưới càng thêm khủng bố, mặt bị đạn ria găm đầy, trên trán bị cắm một cái trống sắt. Đây là mảnh đạn cho một loại súng pháo đặc biệt của minh quân, bởi vì toàn quân đã lâm vào thế tuyệt vọng, không ai đi thu lượm thi thể của chiến hữu. Aizia đối với máu và thương vong đã quá quen, không chút động dung đẩy thi thể binh lính kia qua, nhìn chăm chú vào chiến hạm của minh quân. Địch nhân này đến bây giờ ông ta mới giao chiến ngắn ngủi mà họ luôn dùng âm mưu quỷ kế. Hải quân Aizia cũng dùng mưu kế, bất quá chỉ là phối hợp tác chiến, mà tới bây giờ minh quân chỉ dùng giao chiến phối hợp mưu kế, chủ yếu đem bẫy dập trở thành vũ khí. Aizia không phục, ông ta trong lòng không hề phục, hy vọng mình như một kỵ sĩ đường đường chính chính bị đánh bại. Thế nhưng minh quân không cho ông ta cơ hội này. Hạm pháo của Bồ cũng bắt đầu lục tục phản kích. Aizia nhìn quanh mờ mịt hỏi: "Chẳng lẽ hạm đội của ta cứ như vậy bị đưa tang ở Viễn Đông hay sao? Như vậy ra đi hay sao?" Đúng lúc này, ông ta nhận ra trận doanh lại xảy ra biến hóa. Một loạt chiến hạm xông lên khói đặc. Kia không phải khói xúc súng, một làn khói đặc thuận theo hướng gió thổi tới. Aizia hít vào một ngụm, lập tức cúi xuống ho khan. Binh lính phía dưới cũng liên tục bị khó làm cho ho sặc sụa, nước mắt nước mũi ròng ròng. Hai thị vệ đỡ hắn cũng lảo đảo chạy về khoang thuyền, dùng khối khăn lông ướt bịt kín mũi. Đây lại là một đấu pháp âm hiểm khác nữa. Aizia nổi trận lôi đình, tất cả hạm đội đều chìm trong biển khói. Kệ cho gió thổi đợt này đi, lại có đợt khác tiếp tới. Khói cay độc còn mang theo một cỗ tanh tưởi, khiến cho quân Bồ hít thở không thông. Bọn họ đã không còn thấy rõ minh quân ở hướng nào. Pháo thủ chỉ có thể một bên quẹt đứt mắt, một bên trừng mắt sưng đỏ mà bắn loạn. Lấy hạm đội chiến đấu để nhử mồi, chiến thuật bầy sói để vây đuổi, chiến thuật chính dùng để tiêu diệt quân Bồ lại là thủy lôi và vũ khí hóa học. Ai dễ biết là không thể kiên trì được nữa. Chiến thuyền minh quân thực sự nhiều, mỗi thuyền lại đều chế vật phẩm độc dược. Hạm đội của ông ta đã bị hun đến chết tươi. Aizia cắn răng hạ lệnh cuối cùng: "Lệnh cho toàn hạm đội
mạnh mẽ phá vòng vây hướng bên phải 30 độ, lấy 5 thuyền đã trúng đạn làm tiên phong, đánh lấy một con đường sống. Hạm đội Bồ Đào Nha trong biển khói mịt mù nhổ neo xuất phát, bọn lính nước mắt nước mũi ròng ròng, sờ soạng kéo buồm lên trong tiếng ho khan tê tâm liệt phế, đau tận tim phổi. Là thuận hay phản hướng minh quân xuất phát đây? Khói đặc mịt mù làm cho bọn họ không thể xác định chuẩn phương hướng theo 5 chiếc thuyền tiên phong, đồng thời mỏ neo cố định sau khi được kéo lên, kéo luôn cả theo dây thừng cuốn lấy vại thủy lôi được chìm sâu xuống đáy, làm kích hoạt chúng. Dù rằng lực sát thương không lớn nhưng có thể uy hiếp tâm lý khủng bố. Chúng không ngừng nổ mạnh bên dưới, cũng kích hoạt càng nhiều địa lôi bên tầng bên trên. Thuyền cự nhân bị bắn trúng thủng đáy dần chìm nghỉm, bọn thủy thủ kêu khóc mong được thuyền bạn cứu viện, thế nhưng không ai bận tâm đến họ, vẫn ôm quyết tâm mở đường máu tiếp tục tiến về phía trước. Các chiến thuyền còn lại cũng gắt gao theo sau. Aegir quyết tâm máu lạnh, không để ý đến vận mệnh của binh lính, lệnh cho hạm đội không tiếc hết thảy đại giới để thoát ra ngoài. Ông ta hiện tại nghĩ muốn lập tức chạy về Malacca, chỉ cần có thể lấy chút nước ngọt cùng lương thực để chạy trốn là tốt rồi. Nhu cầu cấp dưỡng còn lại có thể vừa đi vừa kiếm, ông ta phải chạy trốn về Ấn Độ. Cho dù đường đường là một hải quân hoàng gia Bồ Đào Nha, lại như một gã ăn mày lang thang ở trên biển, ông ta cũng không màng, giao cho tổng đốc Albuquerque giữ lại mấy chiến thuyền, cũng chẳng quan tâm chỉ có được 10 chiến thuyền, nếu không thất bại lần này sẽ khiến cho hải quân Bồ suy nhược. Một gã mạo hiểm đương nhiên thích một đêm phất nhanh, nhưng lợi ích càng lớn bao nhiêu, thử thách phiêu lưu càng nhiều bấy nhiêu. Một lần thất bại cũng có thể đem bọn họ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, muôn đời không hồi lại được. Tiền phương phát ra tiếng nổ khiến người ta kinh hồn táng đảm nữa. Bọn họ đã chạy ra khỏi trận độc khói của minh quân. Có 5 chiến hạm bị chìm tại đây, vĩnh viễn trở thành một hải vực khủng bố. Trốn trở về chiến hạm không còn trở ngại gì, nhưng là còn có 10 chiến thuyền đều ít nhiều bị thương tích. Minh quân phát hiện bọn họ chạy ra được khỏi lôi khu, bắt đầu đuổi tới. Aegir vội vàng kiểm tra hạm đội, sau đó lệnh cho hạm trưởng thuyền vô ý là Mauginho, mục lý ly áo, trở thành quan chỉ huy thống lĩnh đội thuyền bị phá hủy nghiêm trọng ở lại quyết tử. Còn lại 11 chiếc thuyền lợi dụng thời gian chạy về Malacca. Chiến thuyền lớn nhỏ của minh quân đều vọt lại đây. 9 chiến thuyền còn lại đã không thể hoạt động linh hoạt, liền nhanh chóng bị bầy sói vồ lấy, vật lộn lại tiếp diễn. Một đám cầm búa, trường kiếm, hai mắt sưng thũng, liều mạng mở mắt tìm kiếm đối thủ nơi đầu thương. Hàn Vũ để lại 5 chiến thuyền, ngũ cột buồm bị thương ở lại trợ hiệp đội Bành Sang Ngư. Tự mình thống lĩnh 10 thuyền chưa hề bị tổn hại gì và gần 30 thuyền nhỏ đuổi theo hạm đội của Bồ. Aegir không phải không nghĩ tới việc đến Malacca có thể bị minh quân công chiếm, chính là ông ta phải nhanh chóng trở về gấp gáp xem xét. Hạm đội cướp đoạt tài vật không phải là không thể, vợ con ông ta cũng không thể không lo. Tổng giám mục tuy rằng là người tốt, thế nhưng cũng không thể áp chế lời giận của quốc vương được. Chiến hạm không thể không có cấp dưỡng, trừ bỏ thiếu thức ăn, đạn dược mang theo cũng là đã tiêu hao hết. Hạm đội phải lập tức tiến về vịnh ngay. Phía trước sóng gió êm lặng, không có chiến thuyền ở ngoài ngăn cản. Cảm tạ thượng đế, Aegir kêu lên một tiếng, khóc than cho vận mệnh của 5 chiến thuyền còn lại ở lại ngăn chặn truy binh để toàn hạm đội tranh thủ thời gian chạy về. Thuyền Hạnh Vận tiến vào trong vịnh nước, thuyền bá tước của Aegir cũng tiến vào ngay sau. Sau đấy, thân tàu thật lớn lướt qua mặt biển đi vào cảng. Núi xanh hiện ra, mỗi người trên thuyền bá tước đều sợ đến ngây người. Bên trái xa xa, một đoàn hạm đội chỉnh tề dương buồm rời bến. Bọn họ đã phong tỏa đường bộ, ngăn chặn đường lui của bọn họ. Nhưng Aegir cũng không còn rảnh mà quan tâm đến chuyện đấy. Ông ta đang chừng lớn nhìn quái vật trước mắt, một cỗ máy quái vật khổng lồ. Nó toàn thân cao thấp đều là khẩu pháo. Nếu không phải nó bập bềnh theo sóng trong ánh sáng ban ngày, Aegir còn nghĩ cự thú bằng sắt này chính là một tòa thành được xây ở đây. Đáng thương cho thuyền Hạnh Vận đi quá nhanh, có lẽ do tránh phải quái vật tựa núi này, nó phải thả neo quẹo sang cấp tốc, liền chạm mông thuyền vào sườn của hạm thuyền cực đại kia. Thật ngoan như một chú vịt nô đùa bên vịt mẹ vậy, thế nhưng trên đầu nó không phải là đôi cánh ấm áp mà là một loạt khẩu pháo lạnh lẽo. Ở mặt sau chiến hạm còn hàng loạt chiến hạm nữa. Aegir điên cuồng hét lớn, lái sang trái, nhanh, nhanh. Oanh! Chuyển biến kịch liệt tạo thành sóng lớn, thế nhưng xô tới siêu chiến hạm lại ôn nhu tựa như cánh hoa vậy. Thuyền bá tước vội vàng xoay đầu để không bị cắt thành hai nửa, nhưng các chiến hạm khác không kịp quay đầu lại không may mắn như vậy. Không gian để cho họ xoay chuyển càng lúc càng nhỏ, thuyền đằng sau đã đâm vào đuôi thuyền phía trước, khiến cho cái mép tàu vỡ vụn, hai thuyền sát vào một chỗ, tạo thành hiện tượng lộn xộn. Siêu chiến hạm vẫn đang lẳng lặng bỏ neo ở vịnh. Aegir không nhúc nhích, ông ta chú ý tới
khẩu pháo ẩn hiện, có thể thấy là nó không cần chuyển hướng vẫn có thể lập tức nã pháo vào mấy chiến thuyền nhỏ, chả đáng gì này. Ánh mắt của ông ta tiếp tục hướng về phía trước. Kiến trúc của Trung Quốc, khoang thuyền là lầu các khoa Mỹ, điêu khắc rồng bay phượng múa hết sức sang quý. Trên đầu cột cờ cao cao là lá cờ hoàng kim theo gió tung bay, dương quang phất phới. Chính giữa cột nóc là hình rồng Trung Hoa, tựa muốn như bay lên vô cùng khí thế. Có người kêu gọi đầu hàng, âm điệu vang dội, uy nghiêm. Thế nhưng ai dìa không rõ ý này. Ông ta nhìn lên thấy cánh buồm lớn theo hình rồng được buông xuống. Mặt trời lúc này đã ngả về tây. Ba buồm thật lớn buông xuống như vậy, tức thời khiến không trung tối sầm lại. Binh lính hạm đội Bồ cũng dần dần ổn định hỗn loạn, nhìn động tĩnh của đối phương. Ai dìa tin chắc rằng buồm lớn được dâng lên cùng với mỏ neo được kéo sẽ ép 7-8 thuyền hỗn loạn này lui ra khỏi cảng biển. Lại có người kêu gọi đầu hàng bằng tiếng Bồ. Ai dìa tướng quân, tổng đốc Dương Lăng của Đại Minh yêu cầu các khá, yêu cầu ngài lập tức đi lên thuyền uy vũ đại tướng quân để đầu hàng thủy sư Đại Minh. Ai dìa nhau mắt lại, chợt sắc mặt tái nhợt khi nhận ra đứng trên mon tàu là thượng úy Luis Diego. Đầu hàng chẳng qua chỉ là phương thức đình chiến thôi. Chiến hạm của ta còn có thể tác chiến được nữa hay sao? Ta thua thật quá oan ức mà. Hạm đội của ta anh dũng thiện chiến, dường ấy lại thua không đáng thế này. Ai dìa cười khổ nhìn một chiến hạm bị dồn chật ních ở đây. Oanh một tiếng pháo nổ vang dội hơn xa bình thường, làm cho toàn thân Ai dìa phải giật mình rung động. Liền sau đấy, ông ta nghe được một loạt trận long trời lở đất. Nhìn lại phía phải thì thấy đất đá lở ra từ vách núi cuồn cuộn rơi xuống biển làm dậy sóng. Ai dìa hít một ngụm khí lạnh, nhìn ra được khoảng cách ít nhất khoảng 500 thước. Cái này đó là phạm vi gấp đôi so với khẩu pháo nặng 12 cân có uy lực mạnh nhất của ông ta. Lạy Chúa, toàn bộ chiếc thuyền này đều được trang bị đại pháo như thế hay sao? Nó lại còn được bọc giáp pháo của ta bên ngoài 500 thước chẳng khác nào gãi ngứa cho nó cả. Mà đại pháo đấy chỉ cần trúng một phát thôi cũng đủ để làm một cái động trên tàu của ta rồi. Chiến hạm như vậy phủ thêm một tầng giáp chính là một tòa thành vũ trang di động trên biển. Bỏ lớp bọc thép chính là quái vật có khả năng hoành hành viễn dương. Chỉ một cái thôi cũng đủ tăng gấp đôi sức chiến đấu cho cả hạm đội. Nếu Minh quân có 3 siêu chiến thuyền như vậy đã đủ nuốt toàn bộ hạm đội của ta. Minh quân không cần đến mưu kế thì hạm đội của ta cũng không phải là đối thủ. Nhận thức được điều này làm cho Aizia uể oải không thôi. Không cần phải tái thương nghị thêm nữa với các tướng lĩnh khác. Một phát vừa rồi đã muốn phá tan toàn bộ sĩ khí của toàn quân. Hình dạng khổng lồ của uy vũ đại tướng quân đã khiến cho bọn họ kinh hồn táng đảm, còn chưa định thần nổi để đi phân tích lực chiến của Minh quân. Một phát pháo phủ đầu kia, trong lòng họ liền như định lượng được lực chiến của Minh quân còn gấp đôi với vẻ bề ngoài. Cùng đấu lại với một hạm đội như thế hay sao? Chẳng khác nào một gã hiệp sĩ vọng tưởng cưỡi con lừa mà muốn khiêu chiến với thượng đế cả. Thực lực chênh lệch cực đại như thế làm cho Aizia hoàn toàn buông bỏ ý niệm chống cự trong đầu. Ông ta lập tức phân phó hạ thuyền truyền tin, lấy thân phận tham mưu trưởng hạm đội lệnh cho 5 chiến thuyền đang chặn bên ngoài lập tức buông buồm nhập cảng đầu hàng. Khi 5 chiến thuyền đang trong trạng thái hoảng sợ cực độ, hạm đội Minh quân truy đuổi từ bên ngoài liền giảm tốc độ tránh phạm vi sát thương. Nhưng là đội hình ngăn cản vừa mới hình thành, đằng sau bọn họ bến cảng lại xuất hiện một đội chiến hạm khác của Minh quân. Hơn nữa khi nghe thấy một mảng yên tĩnh không hề có bất kỳ âm thanh giao chiến gì, chiến hạm Minh quân đuổi theo về cảng cũng không nhân cơ hội đó mà tiến công, mà chỉ lặng lặng bỏ neo ở phía xa xa. 5 chiến thuyền này trong cơn nghi hoặc bỗng nghe từ trong cảng truyền ra một tiếng nổ. Qua một lát liền thấy thuyền truyền lệnh của tham mưu trưởng Aizia chạy lại đây. 5 chiến thuyền ở xa ngoài tầm giám thị của chiến hạm Minh quân bắt đầu tiến về cảng vịnh. Cả hạm đội đậu tại đấy chật chội còn hỗn loạn hơn cả đội thuyền buôn. Rất nhiều quan chỉ huy của các thuyền không cần bắc ván cũng có thể dễ dàng di chuyển sang chiến thuyền chỉ huy của bá tước. Hạm đội trước mắt vẫn đương nhiên chỉnh tề, không hề có ý ngăn cản bọn họ hội hợp. Các hạm trưởng mở một hội nghị quân sự cấp tốc. Cuối cùng IG làm động tác quân nhân, hắn nói: các vị chiến hữu kính mến, ta lấy thân phận tham mưu trưởng hạm đội Hoàng gia Bồ Đào Nha lệnh cho các ngài quản đốc tất cả bộ hạ buông bỏ chống cự vô ích. Ngay bây giờ ta sẽ lên chiến thuyền của Minh quân thống soái mà đầu hàng. Lúc này hạm đội Minh quân từ bên ngoài cũng tiến vào cảng vịnh, bỏ neo ở cảng ngoại. Một chiến thuyền chủ lực đã vừa giao chiến với quân Bồ đang đứng ngay bên cạnh siêu chiến thuyền tựa hồ tòa thành kia. Aizia lệnh cho các hạm đội trưởng lập tức trở về chiến thuyền của mình, sau đấy đi xuống thang cùng 2 vệ binh ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ chạy tới siêu chiến thuyền kia.
Đứng tại bong tàu đang nghênh đón ông ta là một kẻ đang hồn siêu phách lạc, Luis Diego. Còn một gã thương nhân trung niên phương Đông về mặt đè nén, Cổ Khánh Hữu. Aizia nhận ra được hình như thương thuyền của gã bị cầm giữ. Gã chính là kẻ bất đắc dĩ làm người phiên dịch trong cuộc đàm phán với Minh Triều. Hiện giờ quả thực muốn cười còn khó coi hơn cả khóc. Ngài chính là Aizia tướng quân hay sao? Đại soái của chúng ta đang ở trên tàu đợi ngài. Thính. Một tướng lĩnh của Minh quân đứng ra khách khí mời ông ta. Người này mặt râu quai nón, dáng người cao lớn khôi ngô, chính là Lưu Đại Bổng Trùy. Aizia nặng nề gật đầu, tùy phía sau mà hướng thẳng lên phía tàu thượng. Luis Viego nhìn qua hạm đội của mình rồi lắc đầu thở dài, ủ rũ theo sát ông ta hướng lên. Chiến thuyền khổng lồ Aizia đi tới tận lầu 3. Tại cầu thang đối diện xuất hiện hai vị tướng lĩnh Minh quân cũng vừa đi lên. Aizia nhìn về phía hai vị kia, nhận ra một người chính là Phúc Kiến thủy sư đề đốc Hàn Vũ. Chiến bào còn nhiễm bụi nước, ắt hẳn là tướng chỉ huy vừa giao chiến với ông ở trên biển kia. Ánh mắt ông ta thoáng chuyển về phía sau vai Hàn Vũ, liền thấy A Đức Ni. Aizia không khỏi ngẩn ra. Trong Minh quân có nữ tướng hay sao? Tướng mạo của cô nàng rõ ràng là người châu Âu. Minh quân có dùng lính đánh thuê hay sao? Ông ta chần chừ, phía sau đột nhiên chuyển đến một tiếng thét, khiến cho Aizia giật mình hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt Diego muốn lồi ra, là bộ như nhìn thấy quỷ vậy. Aizia rất tức giận. Dù cho có bại trận, ông ta cũng hy vọng binh lính của mình vẫn còn giữ được tôn nghiêm quân nhân. Diego cũng được coi là một chiến sĩ anh dũng, luôn được ông yêu ái, không thể tin lại không ra sao như thế này. Ngài chạy cách Aizia, cô nén tức giận, trách mắng. Diego, để ý đến tôn nghiêm cuối cùng của thân sĩ quý tộc đi, không cần phải làm cho gia tộc của ngươi mất mặt. Diego mắt điếc tai ngơ, chỉ vào người đối diện rồi thét lớn. Là nàng, nhã lệ A Đức Ni, nam tước, huấn luyện viên của ta. Cái gì? Ngài chạy cách Aizia cũng chấn động, là một tướng lãnh hải quân, ông ta đương nhiên biết rõ xuất thân của gia tộc nhã lệ A Đức Ni. Người con gái này chính là người cải tạo dụng cụ đo góc, biểu ngữ và thậm chí cả la bàn còn được dùng trong hạm đội của ông ta. Ông đương nhiên biết người con gái thiên tài này. Ông biết đến biến động của gia tộc của nàng. Nhã lệ A Đức Ni do dự một chút, cuối cùng cũng tiến đến hành lễ nghi thức quân đội, dùng bồ ngữ nói: Xin chào thiếu tướng Aizia, nghe danh ngài đã lâu rồi. Ta là Nhã lệ A Đức Ni, tiền nhiệm thượng úy hoàng gia Bồ Đào Nha. Tiền nhiệm thượng úy hải quân Bồ Đào Nha sao? Aizia không khỏi lặp lại một câu. Tướng quân Hàn Vũ thấp giọng nói với Cổ Khánh Hữu vài câu, sau đó tươi cười tiến tới lên tiếng: Đúng vậy, hiện tại tiểu thư A Đức Ni là tham tán quan của Đại Minh Khâm Sai Tổng Đức Dương Lăng, Dương đại nhân đồng thời cũng là hôn thê của ngài ấy. Tướng quân có thể xưng hô với nàng ấy là A Đức Ni đại nhân hay là Dương phu nhân cũng được. Khuôn mặt xinh đẹp của A Đức Ni liền hiện lên hai dạng mây hồng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào cùng thỏa mãn. Aizia cũng trở nên hồ đồ. Nàng thế nào lại chạy tới phương Đông, thế nào lại trở thành thê tử của quan viên Đại Minh đây? Mặc kệ như thế nào, thất bại của ông ta hiển nhiên là có tác động của nàng ở bên trong. Có ai có thể quen thuộc chiến thuật hải quân của Bồ Đào Nha hơn nàng sao? Nghĩ đến chiến thuyền khổng lồ đáng sợ là có đại pháo sức công phá kinh người, Aizia cảm thấy có chút may mắn. Tuy mình bại trận không ra đâu vào đâu, thế nhưng không phải vậy thì tổn thất không biết còn đến đâu nữa đây. Theo lời của Cổ Khánh Hữu phiên dịch, Diego lại kêu lên một tiếng sợ hãi. Lúc này ngay cả Hàn Vũ và A Đức Ni cũng đều chừng hắn. Luis Diego thấy thế vội vàng bịt miệng. Bi ai nghĩ rằng thiên sứ xinh đẹp nhất trong lòng ta không nhớ ta là ai? Tiểu thiên nga cô đơn một mình bay đi thật xa, bay đến tận phương Đông này. Ghen tị làm cho Diego mất đi cung cách của chiến sĩ. Nhìn về phía trước, nàng tuy rằng mặc một bộ khôi giáp vẫn không thể ngăn được vẻ đẹp thướt tha tỏa ra. Gã oán hận nghĩ nàng không trở thành vợ của một lão tù trưởng nào đó mà lại trở thành của Đại Minh Tổng đốc hay sao? Nhất định là một lão béo xấu xí, không thể theo 1/10 về anh tuấn của ta được. Khi gã nhìn thấy một bộ mặt anh tuấn, dáng người thon dài, vận một bộ quan bào kim xà đang dương nanh múa vuốt, sự nguyên rủa trong đầu của hắn liền đứt đoạn. Phía trước lầu giường cột được chạm trổ tinh xảo, Dương Lăng đại mã kim đao uy nghiêm quý phái, tọa trên ỷ lót long hổ. Tả hữu là hai hộ vệ cầm ấn khâm sai và tượng phương bảo kiếm. Ở trong bong, đội thị vệ đao giáp nghiêm trang, vũ khí đầy đủ đứng ở hai bên. Aizia biểu tình phức tạp nhìn vào đối thủ, số lượng đông đảo để đàm phán như thế này ư? Chăm chú một hồi, hắn cũng đành thở dài một tiếng, cởi bỏ bội đao ở bên hông. Keng một tiếng, tia nắng chiếu
xạ vào qua thanh đao muốn dưng ra của một thị vệ, nhắm qua mắt của Aizia, không khỏi làm động tác của hắn cứng lại. Dương Lăng cười dài khoát tay, ngăn thị vệ đó lại. Aizia nứt qua đám người đang chứng kiến A Đức Ni, Hàn Vũ, Cổ Khánh Hữu cùng Diego bước dài tới trước Dương Lăng. Cách trước mặt Dương Lăng khoảng 2 thước thì hắn dừng lại, cúi xuống thắt lưng cao ngạo, hai tay cầm kiếm giơ cao quá đầu, ngữ khí nặng nề trầm trọng. Ta, tham mưu trưởng thiếu tướng Aizia của Hải quân Viễn Đông Hoàng gia Bồ Đào Nha, đại diện cho toàn thể hạm đội quân binh hướng tới Khâm Xa Đại Minh Tổng đốc Dương Lăng các hạ đầu hàng. Một loạt tiếng bước chân chuyển đến, một thân hình che khuất ánh tà dương chiếu vào người ông. Sau đấy, trên tay liền nhẹ bẫng, một bàn tay tiếp nhận kiếm chỉ huy của ông. Aizia đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh nắng đằng sau Dương Lăng chiếu lại làm chói mắt ông một chút. Nhìn đến Dương Lăng giơ kiếm lên cao, nhìn một chút, sau đó thu kiếm đặt lên giá bên cạnh, trang trọng nói: "Ta, đại diện cho thủy sư của Hoàng đế Đại Minh, chấp nhận các ngài đầu hàng." Aizia lại mở lớn đôi mắt, lại cảm thấy được vài ý nghĩa thất thần. Mọi nơi tiếng hoan hô vang lên liên tiếp, càng lúc càng lớn, rứt cuộc cũng như bùng nổ, tiếng gầm vang trên vịnh vang mãi không thôi. Hoàng cung nằm ở cổ thành Mã Lục Giáp Tây Bắc, giao với bến tàu của nước sâu, có thể nhanh chóng tiến ra biển lớn. Vừa mới 100 năm trước, hạm đội khổng lồ Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa từng tới nơi này. Khi đấy, ông ta đưa tới dân bản xứ nơi này đồ sứ, lá trà, tơ lụa đầy hảo ý. Nhưng người dân Malacca khi nghênh đón, nhìn thấy đội quân được coi là vương quốc biển lòng, vẫn có chút lơ lớp lo sợ. Lúc này, Dương Lăng mang đến pháo, súng, cung tiễn và trường mâu, lại còn có một đội quân đằng đằng sát khí, toàn thân khôi giáp. Người dân Malacca lại vừa múa ca vừa hoan hô, chính là bởi chào đón đội quân cường đại tới đây mang trợ họ phục quốc. Hoàng cung có kiến trúc phương Đông xa hoa, lại có chút phong cách kiến trúc của Ấn Độ và Ả Rập. Kỳ thực nơi gọi là hoàng cung này cũng không quá lớn, nếu chỉ nói kiến trúc của nó. Tuy nhiên, dù không cao thì nhưng phong cách kiến trúc thấp thoáng là có một hoa viên xinh đẹp, đa dạng các loại cây nhiệt đới. Phía trước hoàng cung là quảng trường lát đá phiến rộng cũng hơn mấy ngàn thước vuông, bên cạnh chính là đại thụ của Mã Lục Giáp tên là Du Cam Tử. Trên quảng trường rất nhiều binh lính đang bận rộn khuân vác, phân loại sửa sang lại vũ khí cùng các loại chiến lợi phẩm, sau đó đóng gói lên thuyền. Dương Lăng dẫn đầu, Hàn Vũ thành người vận xuyên qua quảng trường, tiến qua đại môn chính diện, đi về khuôn viên của phía sau. Đại nhân, chính là nơi này. Dọc theo thềm đá đi xuống, một cánh cửa đá nặng nề bị đẩy ra. Hai hộ vệ giơ cao ngọn đuốc đi trước vào mật thất. Dương Lăng đứng ở trước cửa, chốc lát mới chậm rãi tiến vào mật thất dài hẹp. Đối với vàng bạc, hắn không có quá nhiều đam mê. Cũng đã thấy qua chính thất, khuyển dưỡng, cống nộp và Nhật Bản mang đến nhiều tài bảo, rồi lại có vàng bạc, thỏi ở trên thuyền hải tặc từ Bộ Đức La. Nhưng tất cả những thứ đấy không bằng 1/10 ở trong bí thất này. Đây là bảo khố của Vương quốc Malacca. Bên trong còn có rất nhiều tài bảo do hải quân của Aizia cướp đoạt một đường từ Đông đến, từ Ba Tư, Vanin và Ả Rập. Dương Lăng đi tới đống vàng được chất phía trước cao bằng nửa người, kim quang lấp lánh. Hắn ngưng thở, cúi xuống, bốc lên một nắm vàng, vân vê thả lỏng cho nó lọt qua khẽ tay rơi xuống. Đưa mắt nhìn xung quanh, một quả san hô cao cả người, đủ loại ngọc khí, chén dĩa bằng vàng ròng, ruby, ngọc bích, lục bảo, đá mắt mèo, phỉ thúy và rất rất nhiều vòng cổ, vòng tay bằng chân châu long lanh to bằng cả hột nhãn. Một đống hỗn độn ở trong dương phát ra hào quang mê người. Trời ạ! Phía sau truyền đến tiếng than nhẹ. Dương Lăng khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn thì thấy thành người vận nhìn chằm chằm vào đống chân bảo khó mà đếm hết được kia, trong ánh mắt cũng nhanh chóng biến thành ngọc lục bảo. A Đức Ni mặc dù không khoa trương như nàng, thế nhưng chính nàng cũng há to chiếc miệng nhỏ nhắn, ánh mắt trừng lớn nhìn đăm đăm đống tài vật này. Dương Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười. Truyền thuyết xưa truyền lại, long tộc thích nhất là châu báu, nữ nhân xinh đẹp là xà nữ, họ hàng gần của long tộc chả trách cũng thích châu báu như vậy. Dương Lăng ho khan vài tiếng, 20 nữ xà tộc kia mới thanh tỉnh trở lại. Dương Lăng chỉa đống tài bảo đấy, nghiêm trang nói với Thành Kỳ Vận và Hàn Vũ: "Địa cung rất chật hẹp, phải cẩn thận phòng ngừa có người đục nước méo cò. Đem đống bảo vật này ra ngoài, cẩn thận phân loại một chút. Nếu là tài vật của bại quân thì vận chuyển lên thuyền cho ta, còn nếu là thuộc của hoàng cung Sudan các hạ thì xin mời Oman tổng quản hãy mau chóng chóng tìm sổ sách đối chiếu để nhận về." "À, vâng vâng vâng, đa tạ tổng đốc đại nhân." Đại tổng quản Oman của hoàng cung Malacca vừa được quân của Dương Lăng phóng thích từ ngục thất ra, cảm động đến rơi nước mắt.
Dương Lăng lại thản nhiên nhìn lại kho mật thất tài bảo rực rỡ che mắt, xoay người ra ngoài. Lúc bấy giờ, Thành Kiều Vận cũng thoải mái rời theo, không thèm để ý tới đống tài bảo ở phía sau. A Đức Ni tâm thật muốn kiểm tra kỹ những vật phẩm này xuất xứ, kỹ nghệ là từ các quốc gia trên thế giới nào. Chứ là nhã lệ A Đức Ni đại nhân dù lưu luyến châu bảo làm người ta muốn chảy cả nước dãi, vẫn dứt khoát kiên quyết xoay người, xuất ra dũng khí quân nhân, bắt buộc chính mình phải dứt bỏ. Sao, ngài giống đã xong chưa? Xong rồi đến phiên ta nói. Lúc đấy, Dương Lăng chậm rãi nhấp một ngụm trà. Ai dè tướng quân, to tiếng cũng không có nghĩa lý. Nếu ngài muốn so lớn hỏng, lưu thị vệ của bản quan có thể bồi ngài. Cổ Khánh Hữu mới phiên dịch được một nửa, đại giám mục Giamagio vội vàng nói. Dương đại nhân, thỉnh ngài không cần sinh khí. Ai dè tướng quân xuất thân tử binh gia, tính tình có trách có chút nóng nảy. Nhưng ta có thể cam đoan quốc vương của ta đối với đại minh một lòng hữu hảo. Ta được sự ủy quyền của quốc vương bệ hạ tới phương Đông chính là muốn thành lập mối quan hệ mậu dịch tốt đẹp đây. Chính là... Ông ta xấu hổ nhìn lại phía Aizia, ha ha nói. Hải quân của chúng ta có chút quá tự đái về vũ lực. Tin tưởng rằng qua lần giáo huấn này, bọn họ nhất định sẽ thuận theo ý chỉ của quốc vương. Trước mắt hạm đội ở Viễn Đông với chúng ta mà nói quá trọng yếu. Hy vọng Dương đại nhân có thể khoan hồng, độ lượng, trả lại chiến thuyền cho chúng ta. Dương Lăng cười ha hả, Hàn Vũ, Bành Sa Ngư, Vương Mỹ Nhân và các tướng lĩnh cũng đồng loạt cười lớn, khiến cho Giamagio và Aizia ngại chạy cách, không biết phải làm sao. Dương Lăng cười dài, rồi những người về phía trước nói. Ngài giám mục thân mến, ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng thành nghĩa của ngài rồi. Bất quá hiện tại việc cần làm rõ ở đây chính là chúng ta hiện tại không phải đang đàm phán. Nếu tại thời điểm đàm phán ở Cổ Lãng Tử, các ngươi đáp ứng điều kiện lui binh, hạm đội của ta chắc chắn sẽ hộ tống các ngươi an toàn rời khỏi, còn có thể trở thành bằng hữu hảo hữu, sẵn sàng tặng các ngươi lễ vật đặc sản địa phương. Đáng tiếc các ngươi lại lựa chọn chiến tranh kìa. Dương Lăng hai tay mở ra, nghiêm mặt nói. Hiện tại các ngươi là bại quân, là tù binh chiến tranh, các ngươi còn có quyền yêu cầu chúng ta đem vũ khí và chiến thuyền trả lại các ngươi hay sao? Lễ nghĩa đối với các nước khác của đại minh chúng ta không phải giá, chúng ta cũng không hiếm lại chiến thuyền và chiến hạm đại pháo của các ngươi, thế nhưng trả lại vũ khí sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta có thành ý cùng quý quốc tiếp tục đàm phán, không đánh không thân, tin tưởng trải qua lần xung đột này, chúng ta có thể tạo dựng quan hệ hợp tác vững chắc với nhau. Nhưng là nước chiến thắng đem vũ khí trả lại cho kẻ xâm lược không phù hợp với lẽ thường. Chán của Giamagio muốn đổ mồ hôi, ông ta vô cùng lo lắng nói. Dương đại nhân, ta đối với ngài nói thật, ngài đã đáp ứng với quốc gia ta hiệp ước mậu dịch và phóng thích vô điều kiện tù binh, quả là hết sức rộng lượng. Tuy nhiên, phải một lần nữa tái tạo lại một đội chiến hạm với quốc gia ta mà nói chính là chậm chạp, rất lâu. Trong khi khuyết thiếu chi đội này, Ấn Độ Dương sẽ trở thành chốn địa bàn nhẫn nhơ của bọn cướp biển và đám thám hiểm. Chúng ta sẽ không thể đảm bảo an toàn cho thương nhân trên biển được. Tuyến đường biển này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, đại nhân à. Dương Lăng nghe xong trong lòng liền động, ý niệm trong đầu liền nảy lên, trả lại chiến hạm và vũ khí là không thể nào. Hiện tại đại minh cũng đang cần dùng, nơi chốn thiếu tiền, kinh phí thiếu thốn, làm thủy sư bọn hắn đang rất cần thiết chiến hạm và pháo. Chính là không thể tha cho công cụ, công dụng và chiến lợi phẩm lần này. Thế nhưng mà Giamagio nói chúng tình hình thực tế, cần một chính quyền ổn định, khống chế thương lộ ở trên biển này. Chắc chắn so với chư hầu tranh đoạt còn có lợi nhuận phát triển hơn rất nhiều. Giamagio thực sự là chỉ lo lắng đám hải tặc thôi hay sao? Chỉ sợ là lo lắng chư quốc phương Tây khác cũng đang thèm dò dãi thương lộ phương Đông này đi. Dương Lăng giả hoạt nhìn hắn cười nói. Vấn đề này thực dễ dàng giải quyết thôi. Các ngài lo lắng cho an toàn, ổn định giao thông trên biển bị phá hư. Hai quốc gia chúng ta khi đã trở thành đối tác mậu dịch, tổn thất của các ngài chính là tổn thất của chúng ta. Hạm đội Viễn Đông của các ngài không thể đảm bảo an toàn cho Ấn Độ Dương. Thủy sư đại minh chính là sẽ gánh vác nhiệm vụ này. Aizia nghe vậy cũng lắp bắp kinh hãi. Sao? Thủy sư đại minh cũng muốn cái thông đạo hoàng kim này hay sao? Bất quá, nghĩ tới hạm đội minh quân năng lực cường đại như thế, ông ta tin rằng dù không có nước bổ khiêu khích, đại minh sớm muộn gì cũng xuất binh ra Ấn Độ Dương. Nghe nói đại minh khi ở phương Bắc, hậu duệ của Mao Vương khủng bố Thành Cát Tư Hãn đã càn quét toàn bộ châu Âu, cũng là nguyên nhân khiến cho họ kéo dài tham vọng xâm lược xuống ở phía Nam. Nếu không dựa vào thực lực mạnh mẽ, thủy sư bọn họ sẽ như một con cá sấu chơi đùa trong vũng bùn, ai có thể là đối thủ của nó đây? Theo phán đoán này, đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Dù cho không có trận chiến hôm nay,
chúng ta vẫn sẽ bị buộc phải nhượng lại Ấn Độ Dương. Aizia sau khi phán đoán, ý chí bắt đầu bị dao động. Dương Lăng cũng đã tính toán, đã để kiến thiết cho thủy sư chính quy còn cần một thời gian nữa. Thủy sư Đại Minh non nớt kinh nghiệm, Viễn Dương cũng cần một quân sư có kinh nghiệm phong phú. Hải quân Bồ Đào Nha thực sự thích hợp là đối tượng hợp tác, sẽ không lo mất đi hạm đội chiến đấu, lại phải kiệt lực bảo trì thương lộ ở trên toàn Ấn Độ Dương. Hắn cười dài nói, thủy sư Đại Minh lấy Malacca là thủ phủ cầu nối, trông coi Ấn Độ Dương, hải vực này sẽ được phân chia thành hai nửa, hai quốc gia của chúng ta hợp tác duy trì. Với thực lực của quý quốc, duy trì một nửa hải vực hẳn là có thể rồi. Các ngài suy nghĩ một chút xem. Giám mục các hạ, ngài hãy về quý quốc hướng quốc vương bệ hạ nêu ra đề nghị của ta. Đây hoàn toàn là điều kiện có lợi cho các ngươi thôi, cứ ngẫm lại đi. Hoặc là các ngươi hoàn toàn mất đi Ấn Độ Dương, ngồi nhìn các quốc gia khác, hoặc là chính Đại Minh ta sẽ giữ lấy, hoặc là chúng ta hợp tác cùng chung lợi ích kìa. Aizia ngải trạch cách suy sụp ngồi trở lại ghế. Dương Lăng một lời đánh trúng điểm uy hiếp của ông ta. Mất hạm đội này, bọn họ mất đi Ấn Độ Dương, là lựa chọn thành lập quan hệ mậu dịch Viễn Đông với cường quốc phương Đông hay đối thủ phương Tây làm minh hữu, điều này còn cần phải hỏi hay sao? Hợp tác thì hợp tác, thế nhưng chúng ta sẽ không ký kết hiệp định đồng minh quân sự. Đại Minh cũng không chỉ có một đối tượng mậu dịch là Bồ Đào Nha. Khi ta được các ngươi chỉ rõ để quen thuộc toàn bộ đại dương, thương độ của ta có thể đến Bồ Đào Nha, sẽ hợp tác thương vụ với nhiều quốc gia khác, tạo thành một cộng đồng lớn. Khi đó đối tượng hợp tác với các thương vụ của Đại Minh cũng là đối thủ Bồ Đào Nha, bọn họ sẽ không kiêng nể gì mà cướp đoạt một nửa quyền khống chế Ấn Độ Dương kia. Với tư cách và năng lực kia, lại thêm mục đích giữ gìn trật tự chung, có thể thay thế hoàn toàn. Nói không chừng kẻ thỉnh thủy sư Đại Minh tiến vào khu vực này sẽ đảm bảo được lợi ích cá nhân, cũng chính là các ngươi kìa. Dương Lăng trong lòng âm thầm suy tư, khối bánh ngọt này dù là có độc, nhưng Bồ Đào Nha ngoài nuốt vào cũng không còn lựa chọn nào khác. Thông qua Đức Ni, hắn hiểu biết rõ ràng phân bố thực lực, trình độ vũ khí trên biển của các quốc gia phương Tây. Hiểu biết này cũng vừa khiến cho chi đội Viễn Dương của Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên hắn mới dám mạnh dạn vơ vét thẳng tay, chơi trò sư tử ngoạm như thế. Lâu thảo đả thỏ tử, ôm cây đậy thỏ, chiếm nhiều một chút cũng là chiếm, ai bảo quyền chủ động nằm trong tay ta đây. Damasio nhíu chặt hai hàng lông mày, lẩm bẩm, đề nghị này của Dương đại nhân, ta sẽ mau chóng báo lại quốc vương bệ hạ, sẽ phúc đáp các ngài nhanh nhất có thể. Rất tốt, ta cũng sẽ nhanh chóng an bài cho thuyền của các hạ quay về quý quốc ngay. Về phần Aizia tướng quân và bộ hạ cùng thân nhân sẽ ở lại làm tù binh, ta sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ, đến khi quý quốc mang đến tin tức thiện ý thì thôi. Nơi này cần phải đóng quân, cần tiền tạo vài tòa đại doanh cùng một cảng quân sự chuyên dụng, các phương tiện quân sự khác nữa, mấy ngàn lao công miễn phí này sao có thể bỏ phí được. Dương Lăng thầm nghĩ trong lòng. Damasio cùng Aizia ngải trạch cách bất đắc dĩ nhìn nhau, đứng dậy cáo từ Dương Lăng và các vị tướng lãnh. Vệ binh lập tức tới áp tải họ về ngục giam. Dương Lăng chiếu cố bọn họ về lương thực không tồi, cũng không cho phép ngược đãi tù binh, chỉ hạn chế tự do người nhà của họ. Dương Lăng và vài vị tướng lĩnh nghị luận một phen về bố trí quân doanh, chuẩn bị cho trường kỳ đóng quân tại Malacca, cũng nhanh chóng cho người báo tin về kinh thành để tấu trình lên hoàng đế, và còn hộ tống Sudan về nước để ổn định cục diện. Cuộc nghị luận hoàn tất, Bành Tiểu Dạng hưng phấn nói với Dương Lăng, Dương đại nhân, 9 chiếc thuyền của Phật Lăng Cơ bị chúng ta đánh đắm 7 chiếc, kéo về được 2 cái, còn chính thủ đoạt lại được 50 loại pháo nhỏ từ 7 chiếc thuyền kia. Vương Đại Thúc vừa mới mang tới nộp vào nơi này, thế nhưng thuyền của bọn ta đã quá cũ nát rồi, mấy khẩu pháo này có thể cho chúng ta hay không? Bành Sa Ngư biến sắc, lập tức quát lớn, tiểu súc sinh nhà ngươi thật là không hiểu chuyện, thủ hạ của ngươi thật là phỉ khí 10 phần, quá lỗ mãng, cẩn thận dạy dỗ lại một chút đi, có còn là trộm cướp nữa đâu, chỉ là một chút đổ không ra gì, biết điều dùng tốt đao của các ngươi đi, Dương đại nhân đang cần dùng chúng để dụng binh, nào có nhàn rỗi cho các ngươi đấy. Bành Sa Ngư vốn là lão nhân đã thành tinh, hoàn cảnh toàn gia bọn họ trước khi đầu nhập triều đình như thế nào, triều đình sẽ không cảnh giác hay sao? Việc này không phải là dẫn lửa thiêu thân hay sao? Dương đại nhân sẽ cho thủy sư của hắn nhiều pháo như vậy ư? Vương Mỹ Nhân nghe thấy ra mặt cũng run lên một chút, ánh mắt băn khoăn nhìn Dương Lăng, lỗ tai lại không ngờ nghe được ý kiến của hắn. Dương Lăng cười nói, được, hỏa lực trên thuyền các ngươi quá kém, giao đám hỏa khí kia cho các ngươi. Vương Đề Đốc hãy kiểm tra lại số hỏa khí kia, báo với cục quân khí cung cấp cho thuyền các ngươi.
Vương Mỹ Nhân rất ngoài ý muốn, ông ta giật mình đứng lên, chắp hai tay ôm quyền thì thào một lúc, trong mắt đã rơm rớm, miệng một tiếng cũng không thốt ra được. Kẻ sĩ biết người hiền, nãi nãi hỡi, mệnh này về sau liền của Dương gia. Dương Lăng làm như vậy tuy có ý thi ân, kỳ thực cũng có nguyên nhân của nó. Phê chuẩn loại pháo nhỏ này cũng không còn phù hợp với cải tiến thiết kế của A Đức Ni và Trình lão sư nghiên cứu nữa. Chỉ cần đạn dược cung ứng nằm ở trong tay, hắn cũng không phải lo lắng. Không ngờ được Vương Mỹ Nhân lại cảm động tới thành ra cái bộ dạng này. Dương Lăng đứng dậy đang muốn trấn an vài câu, cửa bị phanh một tiếng. Đại tổng quản Oman nghiêng ngả lảo đảo xông vào, vừa vào cửa đã hồn hề nói: Dương đại nhân, Dương đại nhân, đại sự không ổn, có một nhóm cường đạo bỗng nhiên vọt vào khu vực kiểm duyệt tài báo, đã đoạt đi tất cả rồi, đang dở lên một chiếc thuyền, mau mau. Lão ta dậm chân một cái mới hô lên được: mau đuổi theo. Lúc này An Đức Ni cũng vội vàng tới, mang theo âm thanh nức nở: Dương, Vận tỷ tỷ bị cường đạo đánh trọng thương rất nghiêm trọng, người mau đi qua. Cái gì? Dương Lăng biến sắc mặt chạy nhanh ra ngoài, Oman cũng chậm chạp truy đuổi theo sau, mà lại nhảy: đại nhân, mau đuổi theo chiếc thuyền kia, trời đã tối như vậy rồi, chạy nữa sẽ không tìm ra được đâu. Dương Lăng bỗng nhiên dừng lại, xanh mặt lạnh lùng quát: hỗn trướng, cũng chỉ là chút tiền tài mà thôi, có cái gì quan trọng? Bản quan giúp các ngươi phục quốc là đại hỷ, hy sinh rất nhiều sinh mệnh đã không quán, chỉ là một chút châu báu lạnh lẽo kia còn trọng yếu hơn mạng người hay sao? Người muốn bản quan phất lờ tính mạng của thuộc hạ để giành lại chút bảo vật hào nhoáng trống rỗng đó sao? Rồi để cho các ngươi chất đống hay sao? Oman thấy hắn giận dữ, không còn hoảng sợ, cũng không dám lên tiếng nữa. Dương Lăng vội vàng chạy tới khu phòng, nơi này đang có rất nhiều binh lính chờ đợi. Thương binh đều đã được nâng đi, chạy vào phòng của Thành Quế Vận, mặt đất bên cạnh còn tán loạn sổ sách ghi chép tài bảo ở trong vương cung. Tay nàng đang để lại trên ngực, máu theo khe tay chảy ra, như đang hấp hối, không ai dám động vào nàng. Dương Lăng vội vàng vào, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào ngực, thấp giọng oán một tiếng. Thành Kỳ Vận mở ra đôi mắt vô thần, nhìn thấy hắn không khỏi ánh lên sáng ngời, một phen kéo lấy vạt áo của hắn, thở dốc nói: Đại nhân, có kẻ cướp đi tài bảo. Dương Lăng ngẩng đầu quát: Tìm Lăng Trung, mau đi tìm Lăng Trung. Lại nói, thời điểm hoàng cung Malacca bị chiếm, do không tin vào y thuật của phương Đông, người Phật Lăng Cơ đã sớm đuổi hết đàn thanh y trong cung. Oman cũng không có biện pháp gì, lập tức bẩm báo nói: chúng ta đã tìm Lăng Trung trong quân doanh. Dương Lăng lúc này mới cúi đầu cầm tay của nàng, lo lắng nói: Người thế nào, là ai động thủ? Là một đám hắc y nhân bịt mặt, chính là người bọn Nhật Bản. Ta nghe thấy chúng hô lên khi đào tẩu. Oman nhịn không được xen mồm nói: có kẻ đã hô lên đến đại đảo Ngạn Lương, thuyền đang chờ, hẳn là đang phân tán ở trên đảo ở người Nhật rồi. Trên đảo này có cả người Hoa, người Nhật, người Ả Rập, người Ấn Độ và người bản xứ, là còn có cả người Bồ Đào Nha. Sau khi xâm chiếm nơi này cũng có rất nhiều thương nhân của họ đến. Nhân chủng trên đảo hiện giờ cực kỳ phức tạp. Lớn mật thật, đáng chết mà, khốn kiếp mà. Người đâu, Bành Thiên Hộ, lập tức dẫn thuyền rời bến, nhất định phải đem bọn cướp bắt về. Vương Đề Đốc, lập tức thẩm vấn giặc Nhật, xem có tù binh nào lần trốn bắt trở về. Tuân lệnh. Bành Tiểu Dạng và Vương Mỹ Nhân đáp một tiếng, liền sắn tay xông ra ngoài. Dương Lăng lướt Oman một cái, thế lão không có ý tuân thủ, nhân tiện nói: người cũng theo thuyền rời bến đi, miễn cho lửa đạn vô tình, tránh thuyền có sơ suất gì. Oman vất vả lắm mới nghe thế, vội vàng đáp ứng, vội vàng đuổi theo. Hàn Vũ biết Thành Người Vận hấp hối, lặng lẽ nháy mắt với Bành Sang Ngư và các tướng lĩnh khác. Mọi người cũng rõ Thành Người Vận trong lòng Dương Lăng như thế nào, thấy được ý của Hàn Vũ cũng đều rón rén lui ra. An Đức Ni há miệng thở dốc, nước mắt lưng tròng, cũng xoay người đi theo họ đi ra ngoài. Thành Kiệt Vận vẫn nằm trong lòng Dương Lăng, mặt đối diện với cửa, môi hô hấp mỏng manh, sinh mệnh tựa như dần tan biến. Chính là đợi cho tất cả mọi người cùng lui ra ngoài hết, cửa nhẹ nhàng khép lại, con mắt của nàng mới giật chậm rãi nhổm người dậy, nhìn Dương Lăng một cái. Bỗng nhiên kê nhân này cười như trăm hoa đua nở, kiều mị động lòng người. Nàng cười ha ha nhẹ giọng nói: làm gì mà bộ mặt ngươi thật như đưa đám vậy? Dương Lăng thở dài nói: ta thực sự là thương tâm, lão nhân gia ngài giả trang cũng giống quá đi, ta lúc nhìn tới đã tưởng ngươi trúng đạn thật kìa, sao có khả năng như thế được, ngươi về sau muốn gạt ta sẽ bị người bán, còn giúp ngươi đếm tiền nữa kìa.
Thành Kể Vận cười khúc khích, lập tức theo lời nói từ trong lòng hắn đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp câu nhân sẵn giọng nói: "Ít nói giỡn đi, nếu có thể gạt được ngươi ta đã sớm làm. Về phần bán ngươi nói linh tinh, nếu không ai làm ta động lòng nữa ta sẽ luyến tiếc kìa." Hai người hi hi ha cười một trận. Dương Lăng nói: "Sáng mai người hãy về trước đi, ta sẽ tuyên bố đưa ngươi về nước điều trị. Châu báu ngọc khí giao cho Ngô Tế Uyên, nhờ ông ta giúp, mục đích rất rõ ràng, đem tài bảo xử lý. Về phần hoàng kim bạc trắng, triều đình hiện tại khó khăn chỗ đó, dùng thưởng công căng ấy, lại còn chu cấp cho thương binh, phải nhanh chóng phát xuống, nếu không sẽ làm dao động lòng quân kìa." Thành Kể Vận ừ một tiếng: "Còn thừa tài bảo thì sao giờ, có giao phó cho triều đình hay không?" Dương Lăng cười nói: "Thật cũng muốn giao, thế nhưng đem tài vật lấy được từ thuyền hải tặc của Tây Ban Nha và người Nhật nộp lên, quốc gia chúng ta quá lớn, triều đình cơ cấu cũng đổ sổ, toàn bộ vàng bạc này giao lên ngay cả bọt nước cũng không thấy kìa." "Tiền cần dùng vào việc khẩn thiết nhất, ta sẽ dâng tấu thỉnh cầu xây dựng viện hàng hải để huấn luyện quan quân, nếu như hoàng thượng cho phép, tiền này sẽ dùng vào khởi công trường học." Thành Kể Vận khẽ thở dài nói: "Đại nhân quá gấp gáp rồi, xây dựng học viện quân sự không phải là chuyện nhỏ, ngươi lại đang không ở trong triều, nếu như có kẻ tiểu nhân dị nghĩ khiến cho hoàng đế cố kỵ ngươi thì..." Thành Kể Vận đã sớm nói qua với Dương Lăng, hắn tự tay huấn luyện hơn 2 vạn quân tinh nhuệ, phá đi cục diện sắp xếp của 6 tỉnh quân đội là quá mạo hiểm, bởi vì quân đội tác chiến dũng mãnh phần lớn đều lập chiến công, di chuyển một đội quân chính là một đám quan quân trung hạ cấp, chỉ cần là người khôn khéo sẽ không để yên loại cục diện này. Về phần xây dựng viện quân sự, thể chế của Đại Minh với đám quan viên tư tưởng cứng nhắc, việc này tuyệt đối là không thể thực hiện. Tuy nói Dương Lăng đề nghị chính đương kim hoàng đế nhậm chức hiệu trưởng bồi dưỡng môn sinh của thiên tử, thế nhưng lời hoa mỹ này cũng cốt làm vừa lòng hoàng đế để ngài đáp ứng mà thôi. Hoàng đế nào có nhiều thời gian mà thực sự chủ trì một trường học chuyên bồi dưỡng tướng lĩnh quân đội đây, đi làm lão sư ư? Khiến cho tướng lĩnh thông thạo chữ, đọc sách, ngang địa vị với quan văn chính là tình huống mà đủ các loại quan lại trong triều đình muốn tránh nhất. Bọn họ sao có thể chấp nhận một đám tướng lãnh theo phe một lão sư hình thành một thế lực quân đội khổng lồ, phe cánh đó có thể lay động toàn bộ căn cơ của đế quốc này. Hai tấu chương này đưa tới kinh thành, phòng trừng cũng chính là lúc đương kim chính đức, một vị hoàng đế sẽ phải lập tức dự trù tước đi binh quyền của Dương Lăng, bẻ gãy cánh của hắn, hơn nữa còn phải tìm cách giết hắn. Mặc dù là chính đức động phải hoàng quyền, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Chính đức miệt thị truyền thống không phải là giả, thành công vĩ đại của chính đức cũng không giả, chính đức muốn giang sơn trường tồn không giả. Thế nhưng hắn sẽ giải quyết đề nghị này như thế nào? Cho dù là chính đức tuyệt đối tín nhiệm Dương Lăng, cũng không thể không lo khi chế độ hình thành lên như vậy. Dương Lăng sẽ thế nào? Tương lai có thể chấp trưởng là lão sư trưởng huấn luyện tướng quân, lại có thể hay không tạo thành một thiên hạ của riêng hắn đây? Nếu như chính đức không thực sự cần hoàng quyền, sẽ không khẩn trương trong việc mưu phản tiếp lấy vị trí hoàng đế. Dựa vào đấy có thể thấy được Dương Lăng đã rất điều lĩnh góp lời, sẽ rất dễ làm mình rơi vào bị động. Đáng tiếc Dương Lăng với ý kiến của Thành Kể Vận mặc dù tôn trọng, nhưng với việc này lại luôn khư khư cố chấp, căn bản không thể có lời phản đối được. Thành Kể Vận nhắc đến là có chút u oán. Dương Lăng cười cũng không có đáp lại. Việc này hắn cũng có nỗi khổ. Kỳ thực tuy hắn chưa bao giờ nói qua, nhưng theo thời gian càng ngày càng gần, sự kiện kia trong lòng hắn cũng không quên đi, ngược lại luôn tại tâm hắn. Hắn nguyên tính tới cuối tháng 10 là thời điểm đại nạn của hắn, sẽ tại kinh thành mượn cớ cáo bệnh ở nhà, chỗ nào cũng không đi, nhất định phải an toàn trong thời gian đó rồi hãy nói sau. Nhưng ai biết được, vốn là kế hoạch 8 tháng rời kinh đi ngao du thiên hạ, mà từ Đông Nam lại kéo dài tới tận giờ, hắn có thể an toàn trở lại kinh sư hay không, chính hắn cũng không nắm chắc. Hắn cũng muốn sớm ngày trở về kinh sư. Thế lực Lưu Cẩn lúc này càng ngày càng lớn, điều này cũng là Dương Lăng cố ý dung túng. Một chút nhân tố hoàn cảnh không thể xác định phát sinh biến dị, quyền lực sở hữu ruộng đất của Lưu Cẩn rất lớn, sẽ là trung tâm lốc xoáy, sẽ càng lúc càng hấp dẫn nhiều lực lượng gia nhập. Dương Lăng dưỡng hổ vì giết hổ cũng không phải di hoạn, nuôi họa trong người. Về phương diện khác, Liên Nhi đã đến thời kỳ sinh nở, hắn không bồi tiếp được nàng bên người, trong lòng áy náy không thôi. Hắn không nghĩ Âu Nương đến thời kỳ sinh sản, hắn lại vẫn đang phiêu bạt bên ngoài. Hiện tại hắn càng lúc càng nếm được tư vị thân bất do kỷ, không thể làm theo ý mình. Đúng lúc đang suy tính, hắn lại càng lo lắng cho hành trình tứ xuyên có thể là thời điểm quyết định trôi qua bình an hay không. Nếu không, xuyên thục chính là mồ chôn thân của hắn. Bởi vì trong lòng có ý như vậy nên chút kế hoạch dù không nắm chắc,
dù có liều lĩnh tạo thành sơ hở, nhưng nếu hắn xong đời, một vài lời chỉ trích tự nhiên là sẽ biến mất. Người nhà của hắn sẽ trở thành công thần, với thân phận gia quyến của sùng thần hoàng đế, sẽ bình an mà vượt qua quãng đời còn lại. Còn nếu có thể vượt qua tháng 10, sẽ tìm cách bổ cứu vãn hồi tình huống sau vậy. Những lời này hắn tự nhiên không tiện nói ra, cho nên cười trừ mà tránh đi. Tuy không phải là trúng đạn thật, nhưng cũng thực dọa người. Ta giờ phát giác ra, kế hoạch này có phải hơi đơn giản một chút rồi không? Người Malacca sẽ dễ dàng hoài nghi ngay. Thành Kỳ Vận cười nói, đối với họ, ta cũng lời nghĩ kế sách chu toàn. Sau này tài báo đã ở bản doanh của ta rồi, mặc kệ vì sao mà bị mất. Lời đồn không thể không có, chỉ cần không có chứng cứ, họ có thể đòi đại tướng quân đã giúp họ phục quốc hay sao? Sudan kia, cho dù có nhất bực hoài nghi, ông ta cũng chẳng thể làm sao được. Mà còn phải cố bắt bọn tung tin đồn, không quá một năm rưỡi nữa, tự nhiên sẽ trở yên biển lặng thôi. Nàng nói xong, nhãn châu xoay động, lòng bỗng nhiên dạo dực, ôm cổ Dương Lăng thân thiết nói. Vì gì mà việc này còn gạt cả Đức Ni, người tín nhiệm ta như vậy sao? Dương Lăng ngắt lời nàng nói, một tiểu yêu tinh cũng quá đủ rồi, ta là sợ A Đức Ni học hư từ ngươi kìa. Thành Kỳ Vạn oán hận trừng mắt hắn một cái, làm bộ nhéo mạnh tay hắn. Lúc này ngoài cửa vội có người la lên, Dương đại nhân, Lăng Trung tới rồi. Thành Kỳ Vạn vừa nghe tiếng người mình an bài đã đến, lập tức mềm nhũn ngả về trước ngực Dương Lăng, sắc mặt dại ra, hai mắt mông lung, làm một bộ dạng đang hấp hối. Dương Lăng vừa tức giận vừa buồn cười nhìn nàng một cái, sau đó cố hạ xuống khóe miệng, làm một bộ dạng tâm trạng cực kỳ bi thương. Hắn trầm giọng nói, tiến vào đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 123 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.